Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh lộng lẫy mỗi khi các idol K-pop xuất hiện, cùng sự hoạt bát tràn đầy năng lượng mà họ đem lại hay thần thái đỉnh cao, sang chảnh và siêu ngầu mỗi khi đứng trên sân khấu. Thế nhưng chúng ta cũng không thể quên rằng người nổi tiếng cũng chỉ là những người bình thường. Dù là thần tượng K-pop thì cũng không thể kiềm chế được những nỗi sợ hãi mà ít ai ngờ tới. Tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho các idol K-pop ám ảnh mỗi khi nhắc đến hay nhìn thấy. Vậy muốn biết các idol K-pop có những nỗi sợ thầm kín nào và tại sao nó lại đáng sợ với họ như vậy thì mấy bồ đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay nha. Giờ thì hay đi go! 1. Momo trong nhóm Twice sợ mọi thứ. Mặc dù khi biểu diễn trên sân khấu, Momo giống như một chiến binh mạnh mẽ, nhưng thực tế cô nàng lại là một thiếu nữ mang một tâm hồn rất chi là mong manh, bởi dường như cô nàng sợ với tất cả mọi thứ xung quanh, từ độ cao cho đến mấy con ma, thậm chí là khi order đồ ăn. Momo rất sợ các trò chơi cảm giác mạnh. Mỗi khi đến công viên giải trí cùng với nhóm, cô ấy đều hạn chế tham gia và chỉ đứng nhìn các thành viên chơi thôi. Momo còn sợ cả bọ và côn trùng nữa. Nếu như gặp phải bất cứ con côn trùng hay là con bọ nào, thì tiếng hét của cậu ấy đã trở nên vô cùng lớn luôn đó. Bóng tối và ma cũng chính là nỗi sợ khá là phổ biến, nên khi biết Momo cảm thấy lo lắng cũng dễ hiểu. Còn những nỗi sợ còn lại khác của Momo thì có vẻ khá kỳ quặc và hiếm gặp, đúng không mấy bồ? Thứ hai, J-Hope trong nhóm BTS sợ rắn. Đối với BTS, J-Hope không chỉ là một thành viên giỏi vũ đạo với những bước nhảy điêu luyện, mà cậu ấy còn mang một năng lượng tích cực khiến cho mọi người xung quanh luôn cảm thấy vui vẻ. J-Hope cùng với anh cả Jin chính là hai thành viên thường mang lại tiếng cười cho mọi người. Không chỉ bằng hành động, những câu nói đùa hay thậm chí chỉ cần nhìn biểu cảm gương mặt thôi cũng đủ cảm thấy hài hước rồi. Trở lại với J-Hope, bên cạnh sự chuyên nghiệp trên sân khấu thì có lẽ cậu ấy chính là cậu chàng hay bị yêu tìm nhất của BTS. Bởi dường như J-Hope sợ tất cả mọi thứ từ nhện cho đến tàu lượn siêu tốc. Và đặc biệt J-Hope cực kỳ sợ trăng và họ hàng của nó. Nỗi sợ này xuất hiện lần đầu trong một buổi chụp hình của nhóm. Dù đã có huấn luyện viên chuyên nghiệp đứng ở bên cạnh trấn an, nhưng đối mặt với một con trăng có kích thước siêu to như vậy, J-Hope vẫn không thể nào kiềm chế được nỗi sợ của mình. Có lẽ đây chính là trải nghiệm đáng sợ nhất đối với cậu chàng. Không những phải chạm vào con trăng mà cậu phải khoác nó lên vai nữa. Thật sự nó đã khiến cho J-Hope cực kỳ kích động, nhưng cũng may rằng cậu ấy đã hoàn thành buổi chụp hình. Thứ ba, Taeyeon trong nhóm SNSD và Yeri trong nhóm Red Velvet sợ đối diện với ống kính camera. Là người nổi tiếng, việc đối mặt với máy ảnh dường như là việc thường xuyên và hiển nhiên. Cứ tưởng rằng là idol thì ánh sáng camera là điều không thể làm khó họ. Thế nhưng có ai mà ngờ thứ ánh sáng của máy ảnh lại là nỗi sợ hãi của cô nàng Taeyeon, chiến thần của nhóm nhạc nữ hàng đầu Gen 2 SNSD. Mặc dù xinh đẹp nổi tiếng và thành công vang dội là thế, nhưng Taeyeon vẫn luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải đối diện với ống kính trong lúc quay hình hay chụp ảnh. Như chúng ta đã biết, công việc của một thần tượng K-pop là trình diễn trước ống kính máy quay. Thêm nữa, họ còn phải tham gia rất nhiều sự kiện lớn, là những nơi luôn bị vây kín bởi camera. Trong một chương trình, Taeyeon đã chia sẻ rằng bản thân rất sợ máy ảnh, cô nàng cảm thấy không an toàn, thậm chí là có thể ngất xỉu. Taeyeon nói rằng vì khi ấy mọi người đều sẽ chỉ tập trung hướng vào mình, nên bản thân sẽ cảm thấy cực kỳ lo lắng và trở nên áp lực tột độ. Taeyeon sẽ không nói được bất kỳ điều gì khi đối diện với máy ảnh, vì vậy mà cô nàng đã phải luyện tập nhìn thẳng vào camera rất nhiều. Sau khi dành nhiều thời gian trước máy ảnh và thể hiện nhiều biểu cảm, Taeyeon đã cảm thấy ít bị tổn thương và tự tin hơn. Tương tự như Taeyeon, cô hậu bối cùng công ty Yeri của Red Velvet cũng có một nỗi sợ mang tên máy ảnh. Sở hữu một nhan sắc xinh đẹp nhưng cô ấy vẫn cảm thấy không được thoải mái khi đối diện với camera. Giống như Taeyeon, Yeri sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng và áp lực khi biết rằng mọi người đều tập trung hướng ánh mắt vào mình. Trong chương trình Ask Us Anything, Yeri chia sẻ: khi em không có bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt, trông em sẽ giống như đang rất giận dữ. Bởi vì vậy mọi người đã nghĩ rằng em luôn không vui và là một người khó chịu. Em đã bắt đầu sợ camera từ lúc đó. Thứ tư, Jennie trong nhóm Blackpink sợ côn trùng. Nỗi sợ côn trùng chính là một nỗi sợ vô cùng phổ biến, trong đó bao gồm cả mảnh ghép của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu Jennie luôn nhé. Dù có là nữ idol có thần thái đỉnh cao trên sân khấu, nổi tiếng là siêu ngầu mỗi khi xuất hiện, hay đôi khi bị người ta đồn rằng rất lạnh lùng, nhưng thực tế Jennie vẫn là một cô gái nhỏ với một nỗi sợ các loại động vật như là côn trùng thôi mấy bồ ơi. Điều này được chứng minh qua những lần tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Jennie thừa nhận rằng bản thân sẽ nhảy lên và chạy thật nhanh nếu như trông thấy bất kỳ loài côn trùng nào. Đôi lúc khi gặp loài côn trùng nào quá đáng sợ thì Jennie sẽ bất động như đóng băng và hét lên hết cỡ cho đến khi có ai đó đến và giải cứu thì thôi. Thứ năm, Jungkook trong nhóm BTS sợ lò vi sóng.
Dù cổ Úc Trân Cúc luôn là nỗi sợ chung của các anh, bởi bé bánh lớn quá nhanh và bây giờ với cơ thể săn chắc đó có thể vác máy anh chạy vòng vòng rồi chứ đùa. Tuy vậy, Trân Cúc cũng có một nỗi sợ của riêng mình, đó chính là lò vi sóng. Nhìn mạnh mẽ vậy thôi ha, Trân Cúc cũng biết sợ chứ bộ. Cái gì đáng sợ thì có thể không sợ, nhưng lò vi sóng thì Trân Cúc sợ nha. Trong một lần phỏng vấn cho tạp chí vào năm 2014, khi được hỏi thứ đáng sợ nhất trên thế gian này là gì, Trân Cúc đã trả lời rằng là lò vi sóng ạ. Em cứ sợ rằng nó sẽ phát nổ mỗi khi hâm thức ăn. Không biết đến bây giờ liệu cậu chàng có còn sợ lò vi sóng như ngày trước nữa không? Chứ cậu út quý giá này của BTS có thể cân hết cả zombie rồi, đến mấy cái trò chơi cảm giác mạnh các thứ kia mà chẳng thấy sợ hãi gì hết nha. Thứ 6, Da Som trong nhóm Sista sợ tăng cân. Có một sự thật rằng tất cả các cô gái đều luôn ao ước được sở hữu một thân hình chuẩn chỉnh, đạt tỷ lệ vàng, thanh mảnh và thon gọn. Vì thế mà nhiều idol K-pop và những người nổi tiếng khác trong giới giải trí đã luôn phải luyện tập và có những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để có được thân hình lý tưởng phù hợp với mọi loại trang phục khi xuất hiện trước khán giả. Họ bắt buộc phải ăn kiêng và luôn phải kiểm soát cân nặng. Điều này đặc biệt khó khăn hơn khi vào khoảng thời gian cận kề ngày comeback. Nhiều khán giả Hàn ám ảnh về cân nặng luôn có một cách nhìn nhận rằng bạn có một thân hình càng mảnh mai bao nhiêu thì bạn càng thành công bấy nhiêu. Cân nặng là mối lo ngại chung của phái nữ, nhưng nó lại là nỗi ám ảnh lớn nhất của Da Som. Sista là nhóm nhạc nữ hội tụ những thành viên với thân hình bốc lửa và khỏe khoắn. Thêm vào đó, những ca khúc của nhóm luôn mang đến năng lượng và không khí vui tươi bởi vì phong cách âm nhạc, nên trang phục khi biểu diễn của các cô gái luôn là váy và áo crop top năng động để mang đến năng lượng trẻ khỏe nhất và thể hiện được cảm xúc của bài hát. Cũng vì thế mà Da Som dần dần hình thành thói quen để ý đến sự thay đổi dù là nhỏ nhất trong cân nặng của mình. Cô nàng từng tự nhận rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của mình là trở nên mẫm mỉm và cho biết mình đã thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi về việc tăng cân, thậm chí còn hình thành thói quen chỉ nếm thức ăn rồi nhổ ra để tránh tăng cân. Mặc dù điều này đã được chứng minh là thật sự có hại cho sức khỏe, nhưng Da Som không thể làm gì khác hơn vì nếu làm ngược lại thì cô nàng không thể có tâm trí để làm bất cứ điều gì khác. Thứ 7, Sunny trong nhóm SNSD sợ âm thanh lớn. Lý do đằng sau nỗi sợ hãi của Sunny khá là đau buồn. Cô gái nhỏ này đã cùng với gia đình của mình sinh sống ở Kuwait khi còn nhỏ. Đây là nơi đã xảy ra chiến tranh vùng vịnh trước khi gia đình cô chuyển đến Hàn Quốc. Vì phải sống trong tiếng nổ của những trận bom và tiếng súng khiến cho Sunny bị sốc đạn pháo và trở nên sợ hãi những âm thanh lớn tương tự như vậy. Cho đến khi trở thành idol K-pop nổi tiếng, những âm thanh lớn từ pháo hoa trên sân khấu đã tái hiện lại với thương lòng, khiến cho Sunny nhớ lại những ngày còn nhỏ khi sống trong chiến tranh. Trong nhiều khoảnh khắc, khi sân khấu bất ngờ bắn pháo giấy, cô nàng đôi khi sẽ bối rối khi nghe thấy âm thanh này và ngay lập tức phải bịt tay lại, dù đó chỉ là hiệu ứng âm thanh. Thứ 8, Soo Jin trong nhóm Girls Day sợ chân gà. Chân gà cây có lẽ chính là món ăn vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc và được rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng món ăn này lại chính là một nỗi ám ảnh đối với cô nàng Soo Jin của nhóm Girls Day. Soo Jin thật sự rất sợ món ăn này. Quý bộ không nghe lầm đâu, không phải con gà mà chỉ sợ mỗi chân gà thôi mọi người ạ. Cô nàng thậm chí còn không thể chịu được khi nhìn thấy chân gà bởi nó khiến cho Soo Jin trở nên hoảng loạn. Cho dù ngoài kia mọi người có yêu thích chân gà tới đâu đi chăng nữa thì cô nàng vẫn khẳng định rằng nó không phải là một món ăn dành cho mình. Trong một lần tham gia chương trình Hello của đài KBS, Soo Jin đã chia sẻ rằng mỗi lần em nhìn thấy món chân gà cây, em liền sẽ có cảm giác chân gà sẽ bay đến và tấn công em mất. Cô nàng còn hài hước diễn tả lại hình dạng của chân gà bằng tay của mình. Mặc dù chân gà xào cây là một trong những món ăn đường phố nổi tiếng, nhưng nó sẽ mãi mãi không có cơ hội được nằm trong thực đơn của Soo Jin đâu nhé. Thứ 9, Yuna trong nhóm SNSD sợ con cá. Cá luôn được biết đến là một loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Từ cá mà ta có thể cho ra được biết bao nhiêu món ăn ngon bổ dưỡng, thế nhưng thật không thể tin rằng cá lại là nỗi sợ của các thành viên nhóm SNSD. Yuna, trong lúc thực hiện một cảnh quay trên bãi biển của phim Thủ tướng và tôi, Yuna đã chia sẻ về sự sợ hãi đặc biệt của mình về mấy chú cá. Vì đây là loài rất ẩm ướt lại trơn nhớt khiến cho cô nàng thấy đáng sợ khi phải chạm vào chúng. Thế nhưng với thái độ chuyên nghiệp của mình thì Yuna vẫn hoàn thành tốt cảnh quay dù phải dùng tay cầm đến tận 2 con cá. Thứ 10 là Hyuna, sợ con gà. Có thể hơi khó tin một xíu nhưng thật sự gà cũng có thể đem đến một loại nỗi sợ cho người ta đấy. Cụ thể là cô nàng Hyuna, thay vì chỉ sợ mỗi chân như là Soo Jin của Girls Day thì cô nàng Hyuna lại sợ nguyên một con gà luôn đấy nhé. Dù là một nữ idol cá tính và mạnh mẽ khi ở trên sân khấu, nhưng cũng phải phát khoảng mỗi khi trông thấy gà.
Vâng, đúng là con gà chứ không phải là loài vật nào khác. Trong Invisible Youth, Hyuna đã không thể nào kích động hơn khi nhìn thấy gà. Khi tham gia chương trình thực tế mà có nhiệm vụ bắt gà thì cô nàng chỉ còn biết khóc thét, chứ không dám đến gần chúng đâu. Bất cứ ai cũng đều có những nỗi sợ cho riêng mình, và idol K-pop cũng không ngoại lệ. Có những điều đối với chúng ta là bình thường, nhưng nó lại không bình thường chút nào đối với các idol K-pop. Dù mạnh mẽ đến mức có thể đốt cháy cả sân khấu mỗi khi biểu diễn, hay luôn tươi tắn khi xuất hiện trước người hâm mộ, thì cũng không tránh khỏi việc các idol K-pop có những nỗi sợ thầm kín của riêng mình. Bên cạnh muôn vàn nỗi sợ rất chi là quen thuộc như nhiều người, hoặc nghiêm trọng hơn là cần đến sự trợ giúp từ y tế, thì lại còn có những nỗi sợ quá là kỳ lạ đến fan cũng phải bật cười. Còn bây giờ nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào một tối hàng ngày lúc 19 giờ.